Vâng, Mr. X xin chào các anh chị các bạn. Trong cái trụ cột về tình dục là tôi đang nói về cái khoa học về tình dục và tâm lý về tình dục để giúp cho cuộc sống gia đình cũng như là hạnh phúc vợ chồng, tình yêu được thêm thăng hoa. Bởi vì như tôi đã nói và chúng ta cũng đồng ý với nhau rằng tình dục là một hoạt động hết sức là tự nhiên của con người, có lịch sử từ hàng nghìn năm, hàng trăm nghìn năm trước đó, với mục đích là để duy trì nòi giống cũng như là để giúp cho giải tỏa các cái vấn đề về sức khỏe, về tâm lý, và nó giúp cho gia đình trở nên gắn kết hơn, đặc biệt là hai vợ chồng. Đó, thì ở đây cái phần tiếp theo trong video bài học này thì Mr. X sẽ nói với các anh chị và các bạn để mà hâm nóng được tình yêu thì có rất nhiều cách. Thì bây giờ hâm nóng tình dục thì chúng ta cũng có rất nhiều cách khác nhau, đúng không ạ? Thì sau đây là một số những cái lời khuyên của Mr. X để các anh chị và các bạn có thể áp dụng. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói về cái sự mới lạ, cái sự đổi mới. Cũng giống như một món ăn, đúng không ạ? Nếu như chúng ta ăn một cái món quá nhiều, liên tục thì chúng ta cũng sẽ chán. Và chúng ta có thể đổi món, chúng ta cũng có thể thay đổi cách chế biến, chúng ta cũng có thể thay đổi cách trang trí. Tương tự như vậy với thời trang, đúng không ạ? Thì nó vẫn là quần áo, nó vẫn là các cái chất liệu vải này mà thôi. Nhưng mặc siêu như thế này thì trông rất là lịch lãm, mặc jean thì trông rất là bụi, đúng không ạ? Rồi thì mặc đồ mà bó thì trông rất là thể thao, kiểu kiểu như thế. Nó sẽ tạo ra những cảm giác khác nhau, những cái trải nghiệm, cảm nhận khác nhau. Vì vậy, trong khoa học về tình dục thì các chuyên gia cũng khuyên cho các anh chị, và đặc biệt là những người đang xem video này chủ yếu là phụ nữ, thì chị em mình cũng phải lưu ý, đấy là chúng ta phải chủ động, cũng như là phải khơi gợi, cũng như là phải tạo ra những cái bối cảnh để chúng ta có thể thay đổi về không gian. Cái lời khuyên trong video này thì chúng ta phải thay đổi về không gian, về trong cái quá trình mà chúng ta sinh hoạt vợ chồng. Thế thì ở đây thì có rất nhiều những cái không gian mà tốt để các anh chị và các bạn có thể tham khảo. Thông thường thì chúng ta sẽ có phòng ngủ là nơi mà hai vợ chồng thường sinh hoạt nhiều nhất. Điều đấy là không sai, đúng không ạ? Bởi vì đó là cái phòng riêng tư, chỗ nghỉ ngơi của chúng ta. Thì ngoài cái vấn đề phòng ngủ, giường ngủ của chúng ta thì tí nữa tôi cũng sẽ nói, thì ngoài cái chỗ đó thì chúng ta cần phải có thể quan tâm thêm, gợi mở thêm, ví dụ như là không gian bếp chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể là tâm sự ở đó, chúng ta cũng có thể là gọi là tổ chức một cái bữa tiệc về sinh hoạt giữa hai vợ chồng ở đó, tôi nghĩ cũng rất là thú vị, đúng không ạ? Hoặc là nhà tắm, trong nhà tắm thì các bạn cũng có, nếu mà có bồn tắm cũng được, nếu không có bồn tắm thì chúng ta cũng có thể vừa tắm mà vừa have a sex với nhau, thì tôi nghĩ cũng rất là tốt, đúng không? Đấy, và nếu mà chúng ta có nhà tắm hoặc là phòng tắm đủ sạch sẽ, đủ rộng rãi thì chúng ta có thể là làm cho sạch sẽ lên, gọn gàng lên, bỏ hết quần áo vào máy giặt đi. Đấy, cất hết đồ đạc đi, sau đó chúng ta có thể làm hoa nến, đúng không? Rồi âm nhạc một chút. Và tôi nghĩ với những cái không gian lãng mạn như vậy, cộng với một cái sự sẵn sàng, một cái sự khiêu gợi, một cái sự khiêu khích của các chị em, thì tôi nghĩ là đối tác của mình sẽ rất là thú vị, đúng không? Sẽ rất là thích, cảm thấy rất là ngạc nhiên. Tôi nghĩ vậy, rất là tuyệt vời, đúng không? Rất là tuyệt vời và rất là lành mạnh, rất là tốt cho cuộc sống gia đình, hạnh phúc gia đình các bạn nhé. Thế rồi thì nếu mà các anh chị mà ở nhà tầng, ở nhà riêng, đúng không? Thì những cái chỗ khác như là cầu thang, sân thượng cũng có thể chú ý. Nhưng mà sân thượng cũng là một chỗ tương đối là phiêu lưu đấy, hết sức là lưu ý nhé. Và tránh việc mà bị bây giờ người ta có ống máy ảnh, ống kính dài như này, tele nó có thể nhìn xa cả km luôn. Thì cũng cái đấy cũng rất là chú trọng, rất là chú ý. Rồi thì những cái khu vực cửa sổ, chẳng hạn như các bạn có một cái cửa sổ trong nhà mà nhìn ra ngoài đường mà lại kính một chiều, thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái chỗ mà rất là tuyệt vời để các anh chị có thể thử nghiệm, đúng không? Hoặc lâu lâu thì có thể đổi gió bằng cách là đi khách sạn, đi resort, đi du lịch hoặc đi nghỉ dưỡng. Đấy, thì tôi nghĩ rất là tốt. Ví dụ như tôi thì cũng rất là hay đi nghỉ dưỡng, vì công việc tôi rất là bận và hàng ngày cũng cường độ làm việc cao, nên là cuối tháng hoặc 1-2 tháng tôi hay đi nghỉ dưỡng ở các khu resort, với cái chi phí nó cũng không đắt, chỉ khoảng vài triệu đồng là các bạn có thể đi được rồi. Thì cũng làm cho cái tình cảm vợ chồng rất là tốt và cũng thay đổi không khí, hít thở không khí trong lành, ngắm nghía trời đất rồi cây cối, và buổi tối thì hai vợ chồng sinh hoạt với nhau.
cũng rất là tốt đúng không ạ? Vâng. Đấy, tất nhiên là chúng ta tí nhất chúng ta cũng phải nói đến cái yếu tố về sức khỏe. Ở đây thì ta đang nói đến yếu tố về không gian thôi. Phải thay đổi không gian đúng không? Giống như là mình phải thay đổi cái món ăn, cách thức chế biến thôi. Đấy, ví dụ như là hoa nến, xà phòng, bọt tắm đúng không? Rồi thì âm nhạc, chúng ta có thể là mang cái loa đi, cái loa nhỏ nhỏ hoặc là điện thoại cũng được đúng không? Máy chiếu phim, chúng ta có thể xem một bộ phim, nằm ở trong bồn tắm, nghe nhạc, uống một ly rượu vang hoặc là một ly sâm banh. Tôi nghĩ không cần phải trên phim đâu, cuộc sống thực tế chúng ta hoàn toàn có thể làm được, không có gì tốn kém đắt đỏ cả. Các bạn xứng đáng với điều đó bởi vì các bạn là những người có hiểu biết, là những người mà đang muốn xây dựng hạnh phúc gia đình, đang muốn cuộc sống của mình trở nên bền chặt hơn, ấm cúng hơn, và điều đó là gia đình hạnh phúc sẽ giảm được rất nhiều các nguy cơ cho xã hội nhé. Đấy. Thế thì ví dụ như là các bạn đi ở chơi ở những khách sạn, như là nếu có điều kiện những cái khách sạn lớn như Intercon hoặc là Gerardi Marriott thì nó có những không gian rất là đẹp, thì đó là những cái chỗ mà các bạn có thể phiêu lưu, các bạn có thể trải nghiệm. Đấy. Hoặc là các bạn có phòng khách rộng và nhà của bạn riêng tư đúng không, không có người ở cùng, con cái đã đi ngủ hết phòng riêng rồi, bố mẹ không ở cùng, thì phòng khách tôi nghĩ cũng là một cái địa điểm rất là tốt. Ghế sofa, rồi thậm chí những bạn mà có phòng ngủ riêng có thể mua những cái ghế tình yêu hay còn gọi là ghế tam cha để mà sắm sửa, để mà nghỉ ngơi hoặc là tăng thêm cái sự hưng phấn cũng rất là tốt. Đấy, hoặc là những người mà có xe hơi thì các bạn cũng có thể làm xe hơi cũng là một cái chỗ rất là thú vị, nhưng mà chúng ta phải xem những cái bối cảnh phù hợp nhá, chứ không phải là cái lúc nào chúng ta cũng lôi nhau ra xe hơi được đâu đúng không? Ví dụ những cái bối cảnh nó rất là phù hợp, ví dụ như là bạn đi nghỉ trong rừng ở chỗ đấy kín đáo, hoặc là khu vực riêng, buổi tối trời xe trời tối và có an ninh bảo vệ xung quanh, thì bạn có thể là yên tâm. Chứ còn nếu mà bạn tùy tiện quá thì cũng rất là nguy hiểm. Tức là tôi chỉ đưa ra các gợi ý thôi, hoặc là các cái phương tiện giao thông khác mà các bạn cảm thấy phù hợp đúng không? Riêng đối với phòng ngủ thì tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta cần phải sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng thơm tho, chăn ga gối đệm cũng phải thường xuyên giặt là thay đổi đúng không? Đấy, hoặc là bất kể một cái địa điểm nào mà miễn là hai người cảm thấy phù hợp, cảm thấy an toàn và cảm thấy mới lạ. Đặc biệt là tôi nhấn mạnh vào yếu tố an toàn về mặt hình ảnh, an toàn về mặt sức khỏe, an toàn về mặt tư cách đúng không? Còn thực ra các bạn cũng không cần phải quá cẩn trọng, một phải phải cứ classic quá, chỉ có chỗ nào cũng chỉ phòng ngủ thôi đấy đúng không? Hoặc là có một số người thì người ta cũng có những phương thức là thích ngoài trời, nhưng mà tôi nghĩ là ngoài trời là cái mà các bạn hết sức là lưu ý. Hiện nay thì cũng có những người người ta thích cái xu hướng như vậy, nhưng mà trong cái quan điểm của tôi là các anh chị hết sức lưu ý, làm gì cũng được miễn là hai người cảm thấy thoải mái, hai người cảm thấy hiểu rõ hết các nguy cơ. Lợi ích thì các bạn thấy rồi, lợi ích thì cảm giác là rất mới lạ, rất phê, rất là thích rồi, nhưng mà những nguy cơ của nó, nguy cơ về mặt hình ảnh, nguy cơ về mặt danh tiếng, nguy cơ mọi thứ nó có thể xảy ra, hết sức là lưu ý đúng không? Thì đấy là tôi đưa ra một số những cái gợi ý căn bản để các anh chị các bạn có thể đổi thay đổi cái không gian cho mình trong cái quá trình mà các anh chị sinh hoạt mà vợ chồng với nhau. Và thì thay đổi về không gian, cũng như là thay đổi những cái vật dụng mà xung quanh mình, nó sẽ tạo ra những cái cảm giác rất là mới đúng không ạ? Thí dụ như là Mr. X thì có nhà riêng đúng không, và bếp, rồi thì phòng ăn, rồi thì phòng khách, rồi thì cầu thang, rồi thì nhà tắm, rồi thì phòng đọc sách, đấy, thì đều có thể là được sử dụng luân phiên hàng tuần, hàng tháng, hoặc là những lúc có ý tưởng mới. Thì đấy là tôi cũng chia sẻ với các anh chị các bạn để chúng ta có thêm những cái sự mới lạ và thay đổi thêm. Bởi vì cái thực tế là hiện nay thì rất là nhiều cặp vợ chồng, hoặc là chồng hoặc là vợ hoặc là cả hai, là rất ngại đổi mới, rất là nhàm chán, suốt ngày chỉ cho ăn một món thôi, ăn một kiểu thôi, ăn ở một địa điểm thôi.
thì tôi nghĩ là nó cũng lâu dần nó cũng sẽ có chắn, và nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là tẻ nhạt, đúng không? Cuộc sống thì cơm áo gạo tiền đè nặng, buổi tối thì đi làm về thì hai vợ chồng cũng chán, chẳng muốn lao vào nhau, bởi vì chúng ta cũng chẳng có cái sự mới mẻ gì, chẳng có một cái sự chuẩn bị gì. Thì đấy là cái ý kiến của tôi. Ok, Mitrix xin được chào các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị trong video phần tiếp theo của cái chủ đề về tình dục thăng hoa cho các anh chị và các bạn. Xin cảm ơn.